Vâng, thưa anh em, Toyota Ray, một chiếc xe nhiều duyên nợ. Ngày hôm nay thì tôi sẽ không nói về chiếc xe này quá nhiều nữa, mà tôi chỉ có một cái kết luận cuối cùng thôi, để cho tất cả những anh em đang thắc mắc với tôi về chiếc xe này. Đó là với mức giá công bố là 535 triệu đồng và với những gì chúng ta nhận được thì đây thực sự là một sản phẩm có sức hút và có sức cạnh tranh so với những đối thủ trong cùng phân khúc, chứ nó không phải là một món hời hay là một gì đó quá cao sang, quá kinh khủng giống như những gì mà anh em đang tiếp nhận thông tin ở trên mạng trong những ngày gần đây. Còn trong video ngày hôm nay thì tôi muốn dành thời gian để nói về những sản phẩm chiến lược khác của Toyota. Hiện tại thì Toyota tại Việt Nam có Ray, theo tôi là có Ray này, có Vios và Camry là ba cái sản phẩm chiến lược. À, còn một cái tên nữa là chiếc Toyota Corolla Cross. Thế mới thấy là bây giờ thì hãng xe Nhật Bản ở Việt Nam cũng có khá nhiều những sản phẩm để có thể cạnh tranh với những đối thủ trên thị trường và chắc chắn là vẫn sẽ duy trì được một cái mức bán hàng tốt khi mà cái dải sản phẩm nó được hoàn thiện cho đến thời điểm hiện tại với sự ra mắt mới nhất của chiếc Toyota Camry 2022. Chiếc xe này có những điểm gì mới, có những gì thú vị và đâu là sức cạnh tranh của Camry so với Mazda 6, so với Lada hay là so với Kia K5 mới ra mắt? Chúng ta sẽ cùng nói chuyện với nhau trong video ngày hôm nay. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Mê Xe. Toyota Camry 2022, điểm mới đầu tiên đó là cái mức giá tăng cho phiên bản cao cấp đang đứng cạnh tôi đây ngày hôm nay là 2.5Q là khoảng 114 triệu đồng so với trước kia. Nhưng có ai đó lo ngại rằng là mức giá này cao quá thì chúng ta sẽ có thêm một cái phiên bản mới so với thế hệ trước, đó là phiên bản 2.0Q với cái mức trang bị gần như là không thua kém gì so với phiên bản 2.5Q này cả, chỉ khác nhau ở động cơ và hộp số mà thôi. Với chiếc phiên bản 2.5Q đang đứng cạnh tôi đây ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi ngay lập tức vào chi tiết để xem là chiếc xe này có những cái gì thay đổi so với thế hệ tiền nhiệm. Về tổng thể thiết kế cả bên ngoài và bên trong thì cơ bản là nó không thay đổi quá nhiều. Cái thay đổi ở phía bên ngoài đầu tiên đó là cái mặt ca lăng này. Đó, trước kia thì nó chỉ làm đến khoảng đoạn này thôi thì vòng xuống luôn, bây giờ bè ngang sang rộng hơn và có thêm một cái dải sơn khác màu chrome bạc ở phía bên này. Trong cái đầu nó bè to, nó trẻ trung, nó cá tính hơn. Ở phía đằng trước này thì có 4 cảm biến va chạm và đây quý vị có thể nhìn thấy là camera trong hệ thống camera 360 này. Chi tiết này cũng sẽ có trên 3 phiên bản cao cấp nhất của Toyota Camry. Phía trong này sẽ là radar của Toyota Safety Sense và đây cũng là một cái thay đổi, một cái nâng cấp quan trọng với mức giá tăng hơn 110 triệu của Camry 2022 so với thế hệ cũ. Bên cạnh đó thì phía dưới này cũng là một phần động cơ mới. Trước kia thì chúng ta vẫn thường hay nói về Camry với một cái giọng điệu có vẻ như là hơi mỉa mai một chút. Tôi xin phép được dùng từ như vậy với một phần động cơ đã được sử dụng lên tới 10 năm rồi, nhưng đến cái phiên bản nâng cấp Philips này thì Camry đã có một phần động cơ mới với công suất được tăng lên. Tất nhiên là mã động cơ mới rồi, công suất được tăng lên cả về mã lực vẫn là Newton mét lực kéo, và sự thay đổi nữa đến từ cái hộp số 6 cấp chuyển sang 8 cấp và hứa hẹn là cũng sẽ mang tới cho Camry cái khả năng vận hành nó êm ái và nó mượt mà hơn. Rất tiếc là chúng tôi không có cơ hội để trải nghiệm vận hành chiếc xe này và hy vọng là có một cái dịp nào đó hoặc là mượn được xe của một vị chủ nhân nào đó thì tôi sẽ chia sẻ với anh em kỹ hơn những cái cảm nhận của tôi xem là Camry 2022 về vận hành đã có gì thay đổi chưa. Bước sang bên này thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái sự thay đổi tiếp theo ở cái phần mâm. Cái cách làm đan các cái nan này có thay đổi một chút và cái cách làm hai màu tương phản nữa. Ở cái phiên bản cũ là toàn bộ là chrome bóng, còn bây giờ là có cả màu titan kèm với cả màu mạ chrome. Trong cái mâm thì nó cũng hút mắt hơn, nó tạo cái hiệu ứng thị giác khi chúng ta nhìn vào nó sẽ hút mắt hơn. Kích thước thì vẫn giữ nguyên là 18 inch. Có nhiều người kỳ vọng, một cá nhân tôi cũng kỳ vọng là lên đến đời này thì mâm sẽ to hơn, lên mức 19 inch cơ. Nhưng Camry là gì? Camry là một chiếc xe dù có thay đổi, dù có thể thao nhưng nó vẫn được đóng đinh là một chiếc xe để phục vụ cho những chủ tịch tỉnh, cho những vị doanh nhân ở một cái mức độ nhất định, nên là độ êm ái vẫn là một cái chi tiết mà cần phải được duy trì dù có thay đổi như thế nào. Thì 18 inch với cái bản lốp ở cái mức như thế này thì tôi tin rằng là Camry vẫn giữ được cái ưu điểm về độ êm ái của mình. Lốp là lốp Turanza của Bridgestone. Đuôi xe thì cũng không khác gì cả, không khác gì luôn. Không biết là tôi có bỏ sót cái chi tiết nào về sự thay đổi không, thì rất mong là những anh em mà có cái thông tin cụ thể thì có thể chia sẻ thêm ở phần comment. Ở phía đằng sau này là 4 cảm biến lùi, ống bô đôi hai bên. Phiên bản 2.0 thì chỉ có ống bô ở một bên, ở phía bên phải thôi. Cốp thì vẫn là cốp mở cơ, nó là một cái nút bấm rất là nhỏ ở phía bên này.
Đó, mở ra thì bật lên thôi. Đấy, không gian của cốp rộng rãi cũng là một cái ưu điểm quan trọng của Camry so với những đối thủ ở trong cùng phân khúc, ví dụ so với chiếc Mazda 6 chẳng hạn. Lốp dự phòng sẽ cùng cỡ với cả lốp zin luôn, giống như lốp zin luôn. Vâng, thưa quý vị, cái cánh cửa của Camry nó vẫn rất là Camry. Nó có đạt được một cái độ nặng, một cái tiếng đóng cửa nó nghe nó chắc chắn ở mức độ nhất định, chứ nó không bị tạo cái cảm giác tuềnh toàng. Có thể ở một góc độ nào đó khi mà quý vị cảm nhận ở trên Vios hay là đặc biệt là chiếc Toyota Ray vừa mới ra mắt. Và đây cũng là một cái điểm mà để khiến cho Camry thuyết phục. Tôi không biết là cái quan sát của quý vị, của anh em như thế nào, nhưng với cá nhân tôi có một số trải nghiệm này, gặp một số người, lắng nghe một số câu chuyện, đặc biệt là những thế hệ tầm gọi là những bác tầm 6-7X, thì họ luôn luôn có một cái ấn tượng gì đó rất là đặc biệt với cả Camry. Quay trở lại với chi tiết chiếc Camry 2022 phiên bản 2.5Q, tức là phiên bản chạy thuần về nhiên liệu xăng cao cấp nhất, thì cái thay đổi mà chúng ta nhìn thấy đầu tiên đó là cái cụm màn hình thông tin giải trí. Ở phiên bản trước thì cái cụm điều hòa sẽ đặt ở phía trên, rồi cái màn hình đặt ở phía dưới và ẩn xuống phía dưới của mặt tablo chứ không làm nhô lên như thế này. Đây, phiên bản mới thì có một chút cái sự thay đổi. Và cái sự thay đổi này nó cũng làm cho chiếc xe nó cũng có cái không khí trẻ trung hơn một chút. Bởi vì cái kiểu làm này là xu thế. Rồi cái màn hình này thì cái viền nó hơi to một tí. Rồi bây giờ chúng ta đã nhìn thấy rõ hơn cái màn hình này rồi. Thì tôi vẫn thấy là nó, cái độ phản hồi nó không được mượt mà, giống như trên phiên bản trước thôi. Nó cũng kiểu như thế. Tức là đơn giản đây, cái phần màn hình được đặt cao lên, có thêm Android Auto và Apple CarPlay. Anh em có thể nhìn cái giao diện này. Cái chữ ở đây còn bị viết tắt, bỏ đi mất chữ N này. Màn hình không được mượt cho lắm. Rồi chất lượng hiển thị nó cũng ở mức độ trung bình thôi. Nó không được quá sắc nét. Khả năng hiển thị cái mật độ điểm ảnh, rồi độ tương phản, thứ là nhìn nó không được ổn lắm. Trông nó hơi rỗ. Những cái từ chuyên môn của những anh em hay review smartphone ấy, thì trông nó hơi rỗ. Với cái phần màn hình thế này thì camera 360 độ hiển thị ra sao? Đây, quý vị có thể nhìn thấy. Đấy, có mô phỏng 3D, thứ trông rất xịn sò. Nhưng mà thực sự là cái camera 360 độ này, theo cá nhân tôi ấy, thì là một cái tính năng để bán hàng nhiều hơn là để đem vào sử dụng thực tế. Còn lại thì cái màn hình ở phía trước này vẫn là cái cách làm hai cái đồng hồ cơ hai bên và một cái màn hình LCD ở phía chính giữa này, vẫn có ambient light, rồi những cái chất liệu về cơ bản là vẫn như vậy. Cái tạo hình ghế, rồi bọc da, rồi để ốp những cái chi tiết giả gỗ, cửa sổ trời, gương chiếu hậu, chống chói tự động vẫn như thế. Ba chế độ lái Eco, Normal, Sport, phanh tay điện tử, Auto Hold. Một sự khác biệt quan trọng là tôi cũng đã nói rồi, xin được nhắc lại thôi, đó là hệ thống Toyota Safety Sense, bao gồm cảnh báo tiền va chạm này, cảnh báo hỗ trợ giữ làn này, kiểm soát hành trình chủ động, tức là cái Adaptive Cruise Control, và một cái nữa là đèn pha tự động. Những cái tính năng của hệ thống Safety Sense này cũng giống như trên chiếc Toyota Corolla Cross, mà chúng tôi cũng đã thử nghiệm chiếc xe đó rồi ngay cái thời điểm mới ra mắt. Thì tôi vẫn giữ quan điểm thôi, và tôi tin rằng ở trên Camry vẫn như vậy thôi, tức là nó hoạt động tốt và nó thực sự hữu dụng khi mà đem vào điều kiện vận hành ở Việt Nam, đặc biệt là hai cái tính năng mà tôi đã có thể cảm nhận được ngay, trải nghiệm ngay khi mà tôi đi chiếc Toyota Corolla Cross, đó chính là tính năng cảnh báo hỗ trợ giữ làn và Adaptive Cruise Control. Có hai cái tính năng này thì đi cao tốc thực sự rất là nhàn. Và lại phải nhắc lại cái câu chuyện là lên đến đời này có một cái rất hay của Camry, đó là có thêm phiên bản 2.0Q. Vẫn có Toyota Safety Sense, vẫn không khác gì quá nhiều, chỉ khác một chút những cái nho nhỏ về một số những cái cảm biến hay là thêm một vài cái tính năng nho nhỏ thôi, còn vẫn có Safety Sense và mức giá bán rẻ hơn phiên bản 2.5Q trước kia. Tất nhiên là rẻ hơn phiên bản 2.5Q này rồi, nhưng rẻ hơn phiên bản 2.5Q trước kia mới là một cái chi tiết quan trọng để cho phiên bản đó sẽ là phiên bản mà được nhiều người quan tâm nhất. Thực sự là với cái bốn cái phiên bản hiện có cho Camry 2022, phiên bản thấp nhất, anh em một số hãng taxi hoàn toàn có thể nghiên cứu để sử dụng phiên bản đấy. Mà những ông chủ có một mức độ tiền vừa phải, chỉ hơn 1 tỷ một chút thôi, cũng hoàn toàn có thể nghiên cứu cái phiên bản đấy. Chỉ hơi tiếc một chút là cái mâm của nó thì nhìn nó không được đẹp thôi, là nó còn có 16 inch, bé hơn, bị giảm 1 inch so với đời trước, thì lấn cấn mỗi cái đó thôi. Rồi phiên bản 2.0Q nhá,
là một phiên bản mà đài ăn khách tôi đã nói rồi, phiên bản 2.5Q này thì nó sẽ dành cho những người mà không quá quan trọng cái chuyện tiền bạc lắm, nhưng mà cũng đang hơi ngần ngại khi mà trải nghiệm động cơ hybrid. Còn những ông chủ nào mà thích khác biệt hẳn, đấy, mua Mac, mua tầm C180, sợ bị để ý cái logo quá và vẫn thích một chiếc xe rộng, lại còn có cả những cái trải nghiệm của động cơ hybrid nữa, thì phiên bản cao cấp nhất có động cơ hybrid là một cái lựa chọn nó rất phù hợp. Chỉ cần nói đến cái mức giá, cái cách phân bổ các phiên bản và đếm một chút cái option, cái sự khác biệt thôi, thì chúng đã thấy rằng cái giải sản phẩm, cái giải phiên bản của Camry 2022 thực sự là cũng đáng gờm, tôi phải dùng từ là đáng gờm, và có thể là hút khách của rất nhiều những cái chiếc xe khác. Sẽ có ý kiến comment rằng là tầm tiền này thì mua C180 rồi mua Lux A các thứ rẻ hơn, thì tôi hoàn toàn chia sẻ những quan điểm đấy thôi. Trong cùng tầm tiền thì luôn luôn có một những cái lựa chọn chúng ta phải đánh đổi. Chiếc xe này được cái gì, mất cái gì, chiếc xe kia thì mất cái gì, được cái gì. Cái đối tượng khách hàng của Camry và đối tượng khách hàng của Mac và của VinFast Lux A cũng khá là khác nhau. Tức là một ai đó mà đã thích Camry, đã tìm đến những cái giá trị mà Camry mang lại, thì thường là họ sẽ không có nghĩ nhiều đến Lux A hay là C180. Đây là một cái góc nhìn nó khá là chủ quan thôi. Quý vị nghĩ sao? Anh em nghĩ sao về cái câu chuyện này? Thì hãy để lại ý kiến ở phần comment. Đặc biệt là khi mà thời điểm hiện tại Lux A thì giá luôn được ưu đãi rất rẻ rồi. Thậm chí một chiếc Lux A bản bay bây giờ lăn bánh ở Hà Nội chưa đến 1 tỷ đâu. Loanh quanh nó đâu, loanh quanh khoảng 900, hơn 900 nếu tôi nhớ không nhầm. Còn C180 thì chỉ đắt hơn chiếc Camry phiên bản cao cấp nhất này là khoảng 1 tỷ 450 mấy hay 8 mấy triệu, đắt hơn vài chục triệu thôi. Bước ra không gian của ghế thứ hai thì những cái trải nghiệm nó vẫn như vậy thôi. Tôi đã chia sẻ rất kỹ ở trong cái video lần trước khi mà tôi đánh giá chiếc phiên bản 2.5Q, cái đời trước của chiếc xe này, cái form, cái cách làm cũng giống, không gian giống, không có gì thay đổi cả. Và tôi vẫn giữ cái quan điểm thôi, kể cả bây giờ có nhiều sự thay đổi trong phân khúc, trong tầm tiền, nhưng hàng ghế sau của Camry vẫn là một hàng ghế nó không có đối thủ. Thứ nhất là về độ rộng rãi, chiếc K5 thì tôi chưa ngồi. Chiếc Optima trước đó thì tôi ngồi rồi, thì độ rộng rãi nó cũng không thua gì Camry cả. Hay là chiếc Accord cũng thế, chỉ có chiếc Mazda 6 là chật thôi. Nhưng mà Camry có những cái ăn điểm hơn. Thứ nhất là cái hàng ghế này có riêng một cái vùng điều hòa luôn. Rồi có thể ngả được ghế này, có thể điều chỉnh điện để gắn rèm ở phía đằng sau này. Rồi cái chi tiết rèm ở cửa bên hông như thế này thì những chiếc xe kia cũng có. Nhưng mà cái ăn tiền hơn nữa là cái khả năng có thể điều chỉnh được điện ở đây này. Bỏ qua cái câu chuyện về độ rộng rãi, về một số những cái trang bị khác biệt so với những đối thủ trong cùng phân khúc để phục vụ cho hàng ghế thứ hai, thì chúng ta hãy nói một chút về cái nhược điểm khi mà ngồi hàng ghế thứ hai của Camry đi. Và đây cũng là cái nhược điểm mà so với Lux A hay là so với C180, tức là về cái độ ổn định. Đấy, không biết là đời này thì có cái sự thay đổi gì không. Tôi chưa lái thì cũng chưa dám có thể nói một cái gì đấy nó chắc chắn được cả. Nhưng với thế hệ trước thì với cái trải nghiệm của tôi khi mà ngồi hàng ghế sau của Camry ấy, thì nó cảm giác nó có đôi chút chòng chành và bị lắc ngang khi mà vào cua ở tốc độ cao hay khi mà lắc lái. Như vậy trong video ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhau khám phá rất nhanh những cái điểm mới, những cái sự thay đổi ở trên Camry 2022 so với cái phiên bản tiền nhiệm, cũng như là nói chuyện với nhau một chút về những cái gì gọi là ưu điểm của Camry, là sức cạnh tranh của Camry so với những cái đối thủ trong cùng phân khúc. Với cá nhân tôi thì với đời mới này, với cách phân bổ phiên bản và với những cái gì mà hãng xe Nhật Bản mang lên chiếc sedan hạng D của mình, thì Camry sẽ tiếp tục trở thành một đối thủ lại còn đáng gờm hơn nữa. Khi mà đặt cạnh những cái tên như trước kia, như là Accord, như là Mazda 6, K5 mới ra mắt chưa biết nhé, hãy thử chờ đợi xem. Bởi vì đó là một chiếc xe tôi đánh giá là có những cái điểm hấp dẫn. Hấp dẫn đầu tiên là về mặt giá bán và những cái trang bị, những cái hình ảnh mà chúng ta có thể nhìn ở bên ngoài. Bên cạnh đó thì với cái đời này thì Camry lại còn tiếp tục thể hiện rõ hơn được những cái ưu điểm của mình so với những cái đối thủ khác trong cùng tầm tiền. Và cụ thể đây là Lux A hay là chiếc Mercedes C180. Quý vị nghĩ sao về Toyota Camry 2022? Nghĩ sao về sức cạnh tranh của mẫu xe này so với những đối thủ trong cùng phân khúc? Hãy để lại ý kiến ở phần comment. Đừng quên like, share, subscribe cũng như bấm chuông để không bỏ lỡ những video tiếp theo trên Mê Xe. Xin chào và hẹn gặp lại.